Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên E-Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật nhất và không thể bỏ qua có trong ngày hôm nay 14 tháng 1 nhé. Còn nhớ thì khoảng thời gian trước đây, Mao Đại Ca đã khiến cho nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi mà xây một căn biệt phủ tại quê nhà. Và mới đây thì Mao Đệ cũng vừa mới khánh thành một căn biệt thự trị giá tới 2,5 tỷ đồng, to nhất làng và hiện tại đang gây choáng ngợp Ba Vì. Còn nhớ vào hồi tháng 4 năm 2020 thì Mao Ca với tên thật là Lê Mạnh Cường đã khiến cho dân tình trầm trồ khi khoe cơ ngơi rất hoành tráng có được sau một thời gian làm việc vất vả. Đó là một căn nhà biệt phủ rộng tới 800m² ở Ba Vì. Sau Mao Ca thì mới đây biệt thự của Mao Đệ với tên thật là Nguyễn Văn Dũng cũng đã được chính thức tiết lộ sau nhiều tháng xây dựng và hoàn thiện. Cụ thể thì một người dùng TikTok ở gần nhà Mao Đệ đã quay clip ghi lại cảnh tân gia của nam YouTuber sinh năm 2000 này và tiết lộ luôn một phần về biệt thự được đánh giá là to nhất làng khiến cho cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Theo đoạn clip thì có thể thấy là ngôi nhà có thiết kế rất hiện đại, phòng khách có diện tích rất rộng rãi, thoáng mát với nội thất đắt tiền. Bên cạnh phòng ngủ chính thì căn biệt thự này còn có khá nhiều những phòng ngủ phụ khác. Bên ngoài biệt thự là khoảng sân rộng thênh thang, ngoài ra thì còn có cả một chòi nghỉ mát. Có thể thấy là dù đã làm lễ tân gia nhưng mà một số hạng mục phụ của Mao Đệ vẫn đang trong quá trình gấp rút hoàn chỉnh sao cho căn nhà được hoàn thiện nhất. Dẫu vậy thì điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến độ hoành tráng của cơ ngơi này. Trước đó thì trên kênh YouTube của mình, anh em Tam Mao cũng đã có một vài clip review về căn biệt thự từ lúc còn đang xây dựng cho đến lúc gần khánh thành. Được biết thì căn biệt thự của Mao Đệ có giá khoảng 2,5 tỷ đồng và có tổng cộng 4 phòng ngủ, diện tích khoảng 300m², chưa kể diện tích ngoài. Đây là thành quả sau 2 năm làm clip của hai anh em. Và trong clip mới nhất của mình, chính chủ thì đã đăng tải vào ngày 11 tháng 1 vừa qua. Một phần nội thất rất xịn sò trong căn biệt thự của Mao Đệ cũng đã được chính chủ khoe ra. Và có thể thấy từ tivi, tủ lạnh, bàn ghế cho đến khu vực bếp, tất cả thì đều sử dụng những mẫu mã rất hiện đại và đắt đỏ. Khu vực chòi nghỉ mát thì sẽ dùng làm nơi uống cà phê, thưởng trà và còn có một bể cá koi sắp được xây dựng xong nữa. Lý Tử Thất thì luôn được biết tới là một trong những YouTuber có những nội dung vô cùng sáng tạo liên quan đến ẩm thực Trung Hoa. Tuy nhiên thì mới đây, netizen Hàn Quốc lại vô cùng phẫn nộ khi mà một món ăn trông giống hệt như kim chi nhưng lại được nữ YouTuber này gắn thẻ là ẩm thực Trung Hoa. Cụ thể là trong tập cuối của series Sự Sống thì vòng đời của củ cải trắng đã được Lý Tử Thất đăng tải vào ngày 9 tháng 1 đã ghi lại quá trình cô tự tay trồng và thu hoạch, cắt rồi ngâm các loại rau củ ví dụ như là cải thảo, cải trắng và cà rốt. Và điều đáng chú ý đó chính là cải thảo đã được tin nữ đồng quê này ướp bằng ớt bột màu đỏ lên từng lá rồi bỏ vào trong một hũ lớn để ngâm. Theo tờ Đông A của Hàn Quốc đã cho rằng cách làm này giống y hệt như quy trình chế biến kim chi của Hàn Quốc. Vậy nhưng mà đính kèm theo video dài khoảng 20 phút này lại là những hashtag ví dụ như là ẩm thực Trung Hoa, món ăn Trung Hoa vân vân. Chưa hết thì số cải khác cũng đã được Lý Tử Thất luộc chín trong video này cũng được cư dân mạng nhận xét là tương tự như cách thực hiện món hầm kim chi. Và điều này thì khiến cho rất nhiều cư dân mạng Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ. Rất nhiều người Hàn đã để lại những bình luận chỉ trích dưới video này. Kim chi là món ăn truyền thống của Hàn Quốc mà, tôi vừa xem xong và đang thấy thật sự tức giận. Một số người Hàn Quốc thì còn làm hẳn một video để bàn luận về chủ đề sự xuất hiện của kim chi trong những video ẩm thực Trung Hoa của Lý Tử Thất. Trong clip thì người này đã khẳng định rằng ít nhất thì Lý Tử Thất nên hiểu kim chi chính là món ăn truyền thống của người Hàn và cho rằng cô đang cố gắng cướp đi văn hóa của một quốc gia khác. Sự việc này thì càng trở nên căng thẳng hơn khi mà cư dân mạng Trung Quốc cũng nhảy vào để bênh vực idol của mình. Đa số người Trung Quốc thì đều ủng hộ cho Lý Tử Thất và khuyên cô nàng không cần quan tâm đến những gạch đá đến từ người Hàn. Bên cạnh đó thì cũng có những người còn gay gắt đáp trả cư dân mạng Hàn Quốc đang tỏ ra ghen tị và mỉa mai người Hàn có nền văn hóa ẩm thực trùng lặp với các nước khác. Và tính đến thời điểm hiện tại thì video tập cuối của series Sự Sống, Vòng Đời của Củ Cải đã đạt được khoảng 5 triệu lượt xem với 232.000 lượt thích cùng với gần 200.000 lượt bình luận. Phía dưới của đoạn clip này thì rất nhiều người đã bình luận bằng tiếng Hàn, tiếng Anh và cả tiếng Trung nữa. Trong đó thì có rất nhiều ý kiến đã nhấn mạnh rằng kim chi là món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Cho tới thời điểm hiện tại thì rất nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã công bố lịch cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên thì có những trường đã lên lịch cho sinh viên nghỉ Tết lên tới 49 ngày. Cụ thể là trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho sinh viên từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 nghỉ từ ngày 18 tháng 1 đến hết ngày 7 tháng 3. Như vậy là sinh viên của trường này sẽ được nghỉ Tết lên tới 49 ngày, trong khi thì sinh viên năm nhất của trường này chỉ được nghỉ Tết từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 3 thôi. Còn với trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 1 cho đến hết ngày 21 tháng 2 và tổng thời gian nghỉ bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần sẽ
sẽ là 22 ngày. Sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố cũng sẽ được nghỉ Tết từ 15 ngày cho đến 30 ngày. Đối với các trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sài Gòn, sinh viên sẽ được nghỉ Tết trọn 3 tuần từ ngày 1 tháng 2 cho đến hết ngày 21 tháng 2. Mới đây thì những thông tin liên quan đến việc diễn viên Nhã Phương đã đến họp báo muộn 2 tiếng đồng hồ khiến cho rất nhiều phóng viên và diễn viên đã phải bỏ về đang là câu chuyện được cư dân mạng bàn tán rất xôn xao. Cụ thể thì buổi họp báo ra mắt phim Song Song do Nhã Phương và Trương Thế Vinh làm diễn viên chính đã được diễn ra vào chiều ngày hôm nay 14 tháng 1. Tuy nhiên thì một số khách mời trong đó thì có các phóng viên đã truyền tay nhau thông tin diễn viên Nhã Phương đã đến quá trễ buổi họp báo dù là diễn viên chính và có diễn viên đã phải bỏ về trước. Theo đó thì trên trang Facebook, một tài khoản được cho là xuất hiện tại buổi họp báo đã đăng tải một dòng trạng thái đầy bức xúc. Bình thường event mời mấy giờ thì trừ hao một tiếng đến nơi là vừa, cơ mà hôm nay showcase mời phim 13 giờ mà giờ này vẫn chưa diễn ra vì diễn viên quan trọng chưa tới. Khi mà diễn viên tới chắc phải về làm chương trình rồi, chứ rảnh đâu mà ngồi chờ. Đúng là làm cu li nó khổ, an ủi là nãy giờ cũng đã ngồi ngủ gục được xíu. Và ở dưới phần bình luận thì nhiều người cũng đã bày tỏ sự bức xúc với câu chuyện kể trên. Thậm chí những phóng viên đi dự họp báo chung với người này cũng cho hay, dù đã chờ hơn 2 tiếng nhưng mà nữ chính của bộ phim này là diễn viên Nhã Phương vẫn chưa đến. Trả lời trong buổi họp báo thì cô đã bật khóc khi được MC hỏi về lý do đến muộn. Nhã Phương đã tiết lộ do lịch trình phát sinh từ buổi sáng dẫn đến thời gian bị kéo dài. Cô xin lỗi vì đã khiến cho nhiều người phải chờ lâu. Tuy nhiên thì câu trả lời này của Nhã Phương vẫn chưa khiến cho cư dân mạng hài lòng và tiếp tục chỉ trích rất nhiều về nữ diễn viên này, về tác phong thiếu chuyên nghiệp của mình. Và tối ngày hôm qua 13 tháng 1 thì Eric đã chính thức quay trở lại đường đua V-pop với sản phẩm âm nhạc mới của mình được mang tên Anh Luôn Là Lý Do. Tuy nhiên thì khi mà sản phẩm âm nhạc này được lên sóng không lâu thì cộng đồng mạng lại đang xôn xao với những tin đồn về nghi vấn đạo nhái nhạc Hoa ngữ của ca khúc này. Được biết thì Anh Luôn Là Lý Do là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện mang thể loại nhạc pop dance khác hoàn toàn với các sản phẩm ballad trước đó của Eric. MV này thì được đầu tư thực hiện kỹ xảo rất hoành tráng để đánh dấu màn comeback đầu tiên trong năm 2021 này của Eric. Tuy nhiên thì cộng đồng mạng đã phát hiện ra điểm tương đồng giữa ca khúc Anh Luôn Là Lý Do của Eric và bài hát Hoa ngữ được mang tên Tâm Lặng Như Nước. Nhiều người cho rằng phân đoạn điệp khúc của ca khúc này của Eric từ tiết tấu cho đến giai điệu được cho là phiên bản phát chậm của Tâm Lặng Như Nước và gọi ca khúc Anh Luôn Là Lý Do của Eric chính là ca khúc Việt sắp lại của Tâm Lặng Như Nước. Thậm chí phần dạo đầu của ca khúc này còn khiến cho nhiều người liên tưởng đến bản hit Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP nữa. Mặt khác thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng rất có thể là cả hai ca khúc này đều sử dụng theo một dòng hòa thanh nên là việc người nghe cảm thấy có sự tương đồng là điều đương nhiên. Và hiện tại thì MV Anh Luôn Là Lý Do của Eric vẫn đang liên tục nhận về hàng loạt những ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại rất nhiều những tin tức nổi bật và không thể bỏ qua có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay 14 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.